Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với chủ đề tiếp theo, chủ đề số 22, tạo một dự án. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang một cái nội dung mới, một cái phần mềm mới, đó là một cái phần mềm để giúp chúng ta tạo một cái video ngắn từ những cái bức ảnh. Và xin mời chúng ta mở sách trang số 18. Thế thì giới thiệu về cái phần mềm Photo Story. Thầy giới thiệu về cái biểu tượng của phần mềm các bạn nhìn trên màn hình. Thì công dụng của phần mềm này dùng để tạo ra các video ngắn từ những hình ảnh có sẵn. Mình có thể bổ sung thêm nhạc, phụ đề cho cái video của mình. Thì phần mềm sau khi cài đặt vào trong máy tính thì sẽ có cái biểu tượng nhận diện như trên màn hình. Các bạn nhìn kỹ biểu tượng nhận diện và có tên là Photo Story Bar for Windows. Để cài phần mềm này thì cũng khá là đơn giản, thầy sẽ cung cấp cho chúng ta một cái video để hướng dẫn cách chúng ta cài đặt cái phần mềm này trên máy tính của chúng ta. Sau khi chúng ta mở phần mềm lên thì các bạn quan sát là giao diện của phần mềm sẽ gồm có 3 chức năng. Chức năng đầu tiên đó là chức năng Begin a New Story. Chức năng thứ hai là chức năng Edit a Project, và chức năng thứ ba đó là chức năng Play a Story. Thì ba chức năng này, chức năng đầu tiên là chúng ta sẽ làm quen với từng chức năng. Tuy nhiên thì ở cái nội dung bài học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu chúng ta cơ bản về tất cả các cái nội dung của cái phần mềm này để chúng ta có thể hoàn thành một cái dự án cũng như là một cái câu chuyện từ những cái bức ảnh của chúng ta. Còn những bài học tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về từng cái chức năng trong cái phần mềm này. Thì chúng ta vào chức năng đầu tiên, đó là chức năng Begin a New Story, chúng ta bắt đầu một câu chuyện mới. Thì khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ vào cái cửa sổ chèn những bức hình vào trong câu chuyện. Thế thì câu chuyện của chúng ta được xây dựng bởi những cái bức hình, cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn những bức hình theo một cái chủ đề nào đó để chúng ta xây dựng. Ở đây ví dụ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta lấy một số bức hình có sẵn ở trên máy của chúng ta để chúng ta xây dựng một câu chuyện, để làm ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Thì các bạn sẽ lấy ảnh từ trong cái thư viện ảnh của máy tính của mình vào trong Picture, và chúng ta lựa cho thầy một số bức ảnh có sẵn ở trên máy tính. Như ví dụ ở đây thầy sẽ lấy một số bức ảnh có sẵn trên máy của thầy để thầy hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta vào Import Picture để chúng ta lấy những bức ảnh đó vào trong cái thư viện ảnh của phần mềm. Để lấy nhiều bức ảnh thì chúng ta cùng một lúc thì chúng ta có thể chọn bức ảnh, sau đó chúng ta nhấn phím Control và chúng ta tiếp tục nhấn và giữ phím Control, và chúng ta tiếp tục chọn những bức ảnh tiếp theo. Thì chúng ta sẽ có thể chọn được nhiều bức ảnh cùng một lúc. Sau đó chúng ta nhấn OK. Và sau khi chúng ta đã chọn được bức ảnh vào trong khay ảnh của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể sắp xếp hoặc là lựa chọn hoặc là xóa những bức ảnh mà chúng ta không cần thiết bằng cách là chúng ta nhấn chọn bức ảnh, sau đó chúng ta nhấn biểu tượng dấu nhân để xóa. Như đây thầy sẽ ví dụ xóa 2 bức ảnh. Và sau khi chúng ta đã chọn xong ảnh thì tiếp tục chúng ta nhấn Next. Ở cửa sổ tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm tiêu đề cho từng bức ảnh. Mỗi bức ảnh chúng ta có thể thêm tiêu đề cho bức ảnh đó hoặc là ghi chú cho bức ảnh đó bằng cách là chúng ta nhập nội dung vào trong cái khu vực hay trên màn hình. Các bạn quan sát. Thì khi nhập nội dung thì chúng ta hoàn toàn có thể định dạng cho cái văn bản mà chúng ta nhập vào trong cái bức ảnh. Chúng ta có thể thay đổi màu chữ, cỡ chữ, kiểu chữ cho cái nội dung chúng ta vừa nhập vô. Các bạn chú ý quan sát thầy làm mẫu.
trong quá trình thì định dạng văn bản. Effect là hiệu ứng cho cái văn bản mà mình nhập vô, mình có hai hiệu ứng, đó là hiệu ứng gạch ngang và hiệu ứng gạch chân của cho văn bản. Rồi, tiếp theo thầy chọn màu cho cái văn bản. Các bạn lưu ý khi chọn màu thì chúng ta chọn những cái màu cho nó phù hợp với cái hình ảnh để cho nó không bị lẫn màu với những cái bức ảnh của mình khi mình chọn màu. Nó giúp cho cái chữ của chúng ta nó được nổi lên trên bức ảnh. Ở đây chúng ta có thể căn lề cho bức ảnh, chúng ta căn lề trái này, phải này, giữa, hoặc căn vị trí trên hoặc giữa hoặc ở dưới cho cái văn bản, cho cái văn bản của chúng ta nhập vô. Tiếp theo đó là chúng ta chọn đến bức ảnh thứ hai và chúng ta làm tương tự như vậy. Và chúng ta làm lần lượt tất cả những bức ảnh mà chúng ta có. Sau đó chúng ta nhấn Next để chuyển qua cửa sổ tiếp theo. Ở cửa sổ này thì phần mềm cho phép chúng ta ghi âm cái lời thuyết minh của chúng ta vào trong cái bộ phim. Giống như chúng ta lồng tiếng cho cái bộ phim của chúng ta vậy đó, trong cái đoạn phim của chúng ta vậy đó. Thì để lồng tiếng thì chúng ta nhấn vào cái nút ghi âm. Sau đó chúng ta ghi âm cái lời thuyết minh cho cái bức ảnh của chúng ta. Và chúng ta nhấn stop để dừng lại. Ngoài ra chúng ta sau khi ghi âm xong, chúng ta có thể xem lại xem đoạn ghi âm của chúng ta nó có phù hợp hay không. Chúng ta có thể nghe lại cái đoạn của ghi âm bằng cách là chúng ta nhấn vào review để chúng ta nghe lại đoạn ghi âm của chúng ta. Nếu phù hợp thì chúng ta sẽ sử dụng. Nội dung này thì chúng ta sẽ được nghiên cứu vào những cái buổi học tiếp theo trong cái phần Custom Motion. Chúng ta nhấn Next. Các bạn lưu ý ở cái nội dung này, ở trong cửa sổ này chúng ta có thể thêm được những cái bài nhạc nền vào cho cái bộ phim của chúng ta, giúp cho bộ phim của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Ở đây thầy lấy mẫu một cái đoạn nhạc trong máy có sẵn trong cái phần music để thầy làm nhạc nền cho cái bộ phim. Thì các bạn thấy là khi thầy add cái file nhạc vào thì nó sẽ chạy toàn bộ cái nội dung của bức ảnh. Chúng ta cũng có thể nghe lại bằng cách là chúng ta nhấn vào preview để chúng ta nghe xem bản nhạc nó phù hợp hay chưa. Nếu cảm thấy phù hợp thì chúng ta sẽ sử dụng đoạn nhạc này, còn nếu không chúng ta có thể xóa đoạn nhạc này và chúng ta chọn một đoạn nhạc khác. Chúng ta có 3 cách chọn: một là chọn nhạc từ máy tính có sẵn, hai là chúng ta tự tạo một cái đoạn nhạc cho mình bằng cách là chúng ta nhấn vào Create Music. Chúng ta tự tạo một cái bản nhạc cho mình, tự chọn các loại thể loại nhạc. Khi chọn thì chúng ta cũng có thể nghe thử. Chúng ta nghe thử xem nếu phù hợp thì chúng ta sử dụng, còn nếu không phù hợp thì chúng ta sẽ tạo một đoạn nhạc khác. Chúng ta nhấn vào play để nghe thử. Nếu mà đồng ý thì chúng ta sẽ sử dụng đoạn nhạc, chúng ta nhấn OK để chúng ta sử dụng đoạn nhạc này. Các bạn lưu ý chúng ta cũng làm cho từng cái bức ảnh của từng cái bức ảnh ha. Chúng ta có những ở trong ví dụ này chúng ta có đến 6 bức ảnh thì chúng ta cứ làm lần lượt từng bức ảnh một. Mỗi bức ảnh chúng ta sẽ sử dụng một đoạn nhạc phù hợp. Còn nếu mà không sử dụng nữa thì chúng ta có thể nhấn Delete Music để chúng ta xóa cái đoạn nhạc của chúng ta đi, nếu mà chúng ta không muốn sử dụng nhạc nền.
sau đó chúng ta nhấn Next. Ở cửa sổ này thì chúng ta sẽ lưu cái dự án của mình lại. Khi lưu dự án thì chúng ta sẽ chọn là lưu vào trong máy tính của chúng ta, lưu vào trong máy tính của chúng ta. Chúng ta chọn đường dẫn để chúng ta lưu tới, chọn cái thư mục để chúng ta lưu vào. Ở đây thầy chọn thầy chọn video trong thư viện và chọn video. Thầy đặt tên là chủ đề số 22. Sau đó thầy nhấn save để lưu cái đoạn phim lại. Thì chúng ta đã có một đoạn phim. Sau đó chúng ta nhấn Next để bắt đầu phần mềm nó tiến hành lưu phim. Đến đây các bạn chúng ta lưu ý. Ở đây thì chúng ta sau khi đã lưu xong bộ phim, chúng ta có thể xem lại bộ phim bằng cách là view. Nhấn vào view để chúng ta xem lại. Đó, thì sau khi chúng ta làm một bộ phim thì chúng ta sẽ có được những cái hiệu ứng hình ảnh từ những bức ảnh ghép lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lưu dự án. Các bạn lưu ý một một dự án phim thì chúng ta sẽ lưu làm hai tệp tin, một tệp tin là tệp tin video, tệp tin này là tệp tin ta mà chúng ta không chỉnh sửa được. Tiếp theo là chúng ta sẽ lưu một cái tệp tin dự án. Thì cái tệp tin này giúp chúng ta có thể chỉnh sửa được cái bộ phim của chúng ta trong trường hợp nếu mà có một cái vấn đề gì bị lỗi thì chúng ta hoàn toàn có thể xem lại và chúng ta chỉnh sửa được bộ phim. Chúng ta nhấn vào Save Project để chúng ta lưu dự án. Và sau đó thì chúng ta nhấn tắt chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái thư mục mà chúng ta lưu, thư mục video. Các bạn đấy, trong thư mục video chúng ta có hai tệp tin. Tệp tin thứ nhất là tệp tin video, là tệp tin để chúng ta chạy bộ phim, và tệp tin thứ hai là tệp tin dự án. Thì có cái biểu tượng giống như biểu tượng của phần mềm. Thì khi mà chúng ta mở biểu tượng này lên thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn chỉnh sửa lại được cái nội dung của cái bộ phim của chúng ta ở từng những cái cửa sổ mà chúng ta trước đó chúng ta đã vừa làm qua. Thì đó là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta.